minh phi rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin cà phê sài gòn sáng ngày 19 tháng 7 trên kênh truyền hình fbnc thưa quý vị ngày hôm qua thị trường chứng khoán châu á hầu hết đều tăng điểm và theo các nhà phân tích thì đây là sự hưởng ứng tâm lý lạc quan của thị trường mỹ khi cuối tuần qua nền kinh tế này công bố nhiều dữ liệu kinh tế tích cực. Ngoài trừ sàn chứng khoán Thượng Hải của Trung Quốc còn nhuộm sắc đỏ và phiên chiều, hầu hết các sàn chứng khoán còn lại như sàn giao dịch Sydney của Úc, sàn chứng khoán Hồng Kông và sàn Seoul của Hàn Quốc đều nghiêng về sắc xanh. Trong đó tăng mạnh nhất là chỉ số Hang Seng của sàn Hồng Kông, tiếp đó là chỉ số ADX 200 của Úc với mức tăng hơn 0,5%, cuối cùng là chỉ số Kospi của Hàn Quốc với mức tăng gần 0,2%. Các nhà phân tích cho rằng thị trường Úc nhận được lực đỡ từ Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất mới công bố một số thông tin kinh tế tốt hơn mong đợi. Riêng tại thị trường Nhật, thương vụ đình đám mua lại nhà thiết kế chip ARM của Anh với giá 32 tỷ đô la vẫn chưa được phản ánh lên giá cổ phiếu của shop ban tại sàn Tokyo do phiên 18 tháng 7 này là ngày nghỉ lễ của thị trường chứng khoán Nhật. Trước khi đó, tại sàn chứng khoán Singapore, nhà đầu tư đang ghi nhận thông tin quỹ đầu tư nhà nước Temasek dự kiến sẽ mua thêm cổ phiếu của hãng điều hành tàu điện ngầm SMRT và với lượng nắm giữ đã quá nửa số cổ phần tại đây, Temasek cũng dự kiến sẽ ra quyết định hủy niêm yết cổ phiếu của SMRT. Thực tế thì cổ phiếu của SMRT đã bị ngừng giao dịch tại sàn chứng khoán Singapore. tỷ phú thế giới Bill Gates mới đây cho biết quỹ từ thiện của ông sẽ chi ra 5 tỷ đô la đầu tư vào châu Phi trong vòng 5 năm tới, trong đó chủ yếu tập trung vào việc phát triển các dự án chăm sóc sức khỏe. Khoảng 5 tỷ đô la Mỹ sẽ được chúng tôi chi ra cho các nước châu Phi trong vòng 5 năm tới, trong đó 2 phần 3 khoản đầu tư được dành cho việc phát triển các dự án chăm sóc sức khỏe. Tuyên bố trên được tỷ phú thế giới Bill Gates đồng thời cũng là chủ tịch quỹ từ thiện mang tên ông và vợ, quỹ Bill and Melinda Gates đưa ra ngay trước thềm hội nghị quốc tế về AIDS được tổ chức tại Nam Phi từ ngày 18 tháng 7. Châu Phi được nhà tỷ phú thế giới xác định là một khu vực cần nhiều sự hỗ trợ để tăng cường các biện pháp đối phó và phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm như là HIV, lao v.v. Nhà sáng lập Microsoft chia sẻ, ngoài việc tham gia hội nghị quốc tế về s lần này, ông sẽ dành thời gian trao đổi với các đối tác tại châu Phi để tìm cách tối ưu hóa các giải pháp chăm sóc sức khỏe trong khu vực. Theo thống kê tính đến nay, quỹ từ thiện của nhà tỷ phú thế giới Bill Gates đã chi ra tổng cộng hơn 9 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào lục địa đen. Vâng thưa quý vị, các doanh nghiệp bất động sản tại Đức nhận định sự kiện Anh chọn rời EU sẽ đẩy nhu cầu thuê mua bất động sản tại Đức tăng mạnh, đồng thời sẽ làm cho giá bất động sản tại Anh giảm xuống. Một cuộc khảo sát 555 doanh nghiệp bất động sản lớn tại Đức mới đây của tập đoàn kiểm toán Ernst cho thấy, có 57% doanh nghiệp tin rằng việc Anh chọn rời EU hay còn gọi là Brexit sẽ giúp thị trường bất động sản Đức tăng trưởng, còn 91% đều cho rằng Brexit sẽ gây hại cho thị trường bất động sản của Anh. Tại Frankfurt, trung tâm tài chính của Đức, dự báo sẽ có khoảng 10.000 dân ngân hàng sẽ chuyển nơi làm việc từ London sang một nước châu Âu khác. Tỷ lệ văn phòng trống ở thành phố này vào khoảng 11,5%. Thị trưởng Peter Feldman nhận định thành phố có vị trí khá đắc địa. Chúng ta đang ở trung tâm lớn thứ ba của châu Âu, chỉ sau Brussels và Strasbourg. Dĩ nhiên, không có công ty tài chính nào trên thế giới có thể từ chối cơ hội thâm nhập Frankfurt trong tương lai. Các tập đoàn tư vấn bất động sản quốc tế như JLL và CBOE đều nhận định, vẫn chưa thấy nhu cầu thuê văn phòng tại Đức tăng lên và vẫn chưa nhận được yêu cầu nào từ các khách hàng muốn về trụ sở sau Brexit. Tuy nhiên, các hãng cho rằng Brexit sẽ tác động tích cực đến các thành phố lớn như Frankfurt và Berlin. Có 40% tập đoàn bất động sản tại Đức cho rằng vẫn chưa thấy hiệu ứng tức thì học Brexit. Trong khi đó, nhu cầu mua bất động sản Đức đã tăng dần trong năm qua trong bối cảnh các nhà đầu tư xem bất động sản ở đây là một kênh trú tài sản an toàn. Bất động sản là thị trường trung và dài hạn, điều này có nghĩa là các nhà đầu tư cũng thuộc loại trung và dài hạn. Điều đã được chú ý là nhu cầu thị trường đang tăng. Đây là xu hướng cho thấy sẽ sớm có sự tăng giá cũng như sức thuê văn phòng cũng tăng. Vậy thì xem như một số dự báo về thị trường cũng đã có. Ông Schlocker cũng cho biết, Hiện tại, việc quan trọng ở Frankfurt là phát triển mảng nhà ở. Chúng ta cần các nhà đầu tư tin vào thị trường, vì thế không cần tới tác động lâu dài từ chính trị, đó mới là vấn đề. Không thể kỳ vọng giá bất động sản nhà ở tại Frankfurt sẽ được đẩy lên chỉ nhờ vào sự kiện Brexit. Theo Tập đoàn Dịch vụ Tài chính UBS, trong vòng 5 năm qua, giá nhà tại Đức đã tăng trung bình 5,6% mỗi năm. Còn theo hãng nghiên cứu Empirica, giá thuê căn hộ ở 7 thành phố hàng đầu của Đức đã tăng 14,5% trong năm qua. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2000 chuyển sang những thông tin tiếp theo, hội nghị quốc tế lớn nhất về AIDS chính thức khai mạc vừa qua ngày 18 tháng 7 tại Nam Phi. Đây là lần đầu tiên sau 16 năm hội nghị này được tổ chức tại châu Phi. Hội nghị quốc tế về AIDS lần này có ý nghĩa quan trọng cho việc đẩy mạnh công tác phòng chống HIV/AIDS tại Nam Phi, quốc gia hiện đang có đến 1 phần năm dân số bị nhiễm HIV. Nam Phi là quốc gia có dân số bị nhiễm HIV thuộc hàng nhiều nhất trên thế giới và cũng có chương trình điều trị HIV lớn nhất. Tôi kỳ vọng hội nghị này sẽ giúp chúng tôi tìm đường để thực hiện mục tiêu 90-90-90 như từng được đưa ra tại hội nghị Melbourne, Úc, hai năm trước. Đến năm 2030, chúng tôi phải thực hiện được mục tiêu phát hiện được 90% tổng số người bị nhiễm HIV, đưa 90% đi chữa trị và giúp 90% sống sót khỏe mạnh. Đó là mục tiêu chính có khoảng 3,4 triệu người ở Nam Phi đang được dùng thuốc kháng HIV ARV để có thể sống như người bình thường. Dự kiến hội nghị này sẽ đưa ra các giải pháp để giúp người nhiễm HIV được sống hòa đồng, không bị tự ti mặc cảm. Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ bàn về phương cách thực hiện những giải pháp đã đưa ra ở kỳ hội nghị trước. Hội nghị sẽ kéo dài đến ngày 22 tháng 7.